Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta lên một cái cành hoa mà có đèn nha các bạn. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng cái đèn led này, sợi dây điện nhỏ này, băng dính này, cành này và sáp. Sáp này thì chúng ta nên làm màu xanh đậm nhé, tại vì màu xanh đậm này thì nó gần giống với cả cành. Do đó khi mà chúng ta lên cành như thế này, khi chúng ta lên cành thì chúng ta sẽ đến phần này là chúng ta cắt luôn, thì nó sẽ không bị quá lệch màu so với cành. Chúng ta quận tận đây thì cái dây của chúng ta nó sẽ hở ra như thế này, thì nó sẽ không lấp hết cả dây, thì chúng ta sẽ không thể nào mà cắm được nha các bạn. Cành của chúng ta như thế này. Thì ở đây cái cành này tôi sử dụng là cành số 5 nhá, do là hoa đá nó rất là nặng nên là chúng ta sẽ phải sử dụng cành số 5 cứng thì nó mới đứng được, còn không là nó sẽ không đứng được đâu nha. Đèn như này nhá, chúng ta sẽ cắt đèn này, mọi người nhìn này. Đèn này thì mỗi một cành này thì tôi để 5 cái đèn thôi, chứ cũng không để nhiều đâu ạ. Đây, 5 cái đây, tôi để 5 cái đây. Tôi cắt này. Mọi người chú ý nhá. Ở đầu này là đã có một cái đầu dây như thế này rồi, thì chúng ta sẽ phải cắt cái này. Đây, cắt một dây này nhá. Mọi người nhìn này. Đây, hai dây như thế này này. Đó. Chúng ta sẽ cắt sát một đầu này. Đấy, để nối đây. Đấy, chúng ta cắt sát ở đây nhá. Đấy. Thế ạ. Chúng ta cắt sát một đầu dây này thì đã sẽ để lại một đoạn dây giống như này để cho nối sang cái đèn sau này. Đây nhá. Đây. Đó, chúng ta cắt sát như thế này thì tí nữa chúng ta dán băng dính vào đây rồi thì nó sẽ không hở dây điện ra, sẽ không sợ bị giật nhé. Đây, đây. Chúng ta đã được một đoạn 5 dây nhá. Đây, khi mà chúng ta được đoạn 5 dây như thế này rồi thì chúng ta sẽ nối với dây điện nhỏ như này. Tùy vào cái bình hoa mà chúng ta làm là số lượng cành bao nhiêu thì chúng ta sẽ lựa cái dây này nó dài bấy nhiêu nhá. Ở đây tôi sẽ làm bình 2 tầng thôi nên tôi chỉ cần sử dụng tầm khoảng 50 phân như thế này. Còn nếu như các bạn dùng cái bình mà cao 4-5 tầng á thì chúng ta sẽ phải rời cái dây này, chúng ta sẽ phải làm dài hơn. Tùy vào số lượng tầng hoa chúng ta định làm mà chúng ta cắt cái dây cho nó phù hợp nhá. Đây, chúng ta cắt một đoạn như này. Chúng ta cắt thành hai đoạn. Đó. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái máy lửa để chúng ta đốt để lấy cái nõi ở trong nhá. Các bạn có thể sử dụng cái kìm bấm nhưng mà tôi không có thì tôi dùng cái này. Chúng ta sẽ phải đốt xong, chúng ta phải dùng cái kìm để chúng ta vút nhá, chứ không phải là chúng ta dùng tay nó sẽ bị bỏng đấy. Đây. Đó, nó sẽ được hai cái đầu dây lên như này. Đó, còn cái đầu này thì chúng ta bỏ không rồi nhá. Đầu đoạn dây này, đoạn này thì chúng ta cũng phải đốt để lấy cái đầu đồng ra để chúng ta nối. Mọi người dùng kìm để rút nhá, đừng có rút bằng tay là bị bỏng đấy. Đây. Sau khi chúng ta được cái đoạn đầu dây như thế này nhá, thì chúng ta sẽ nối này. Chúng ta sẽ nối cái dây này, dây điện này. Mọi người chú ý nhé, cái chỗ này chúng ta sẽ phải để thật gọn lại nhé. Đừng có để cái dây đồng nó thò ra. Khi mà hai dây đồng nó thò ra, khi mà chúng ta chập lại như này là sẽ bị gây ra hiện tượng chập đấy nhé. Đây ạ, chúng ta phải cuộn gọn lại. Sau đó chúng ta dùng băng dính. Ở đây chúng ta sẽ dùng băng dính đen hoặc là băng dính bóng trắng như thế này dán cũng được nhé. Nếu mà băng dính đen thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, bên này xong. Đấy, bên này chúng ta cũng làm tương tự. Nối nha. Đó, như vậy là chúng ta đã nối xong nha. Đây. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lên đèn và lên hoa luôn nha. Thì cái hoa cành này như thế này chúng ta sẽ nối vào đây. Đầu tiên chúng ta sẽ phải nối dây điện vào đây trước của mọi người nhá. Cái dán này đầu tiên chúng ta phải dán lại cái chỗ phần chúng ta cắt này này, để nó không bị sau này chúng ta rửa nó cũng sẽ không bị chập điện. Đèn này chúng ta rửa thoải mái nha mọi người. Đó. Xong một dây đầu tiên. Đến dây tiếp theo là chúng ta sẽ cố định cái dây này lên cành trước.
Nếu là không cố định, vừa cố định cành, vừa cố định đèn, vừa lên cành nó sẽ rất là khó. Do đó chúng ta sẽ cố định đèn lên cành trước. Sau khi chúng ta cố định đèn lên như thế này nhá, đèn lên cành xong như thế này rồi, thì chúng ta sẽ dùng một dây, dùng một sợi. Thì tôi sẽ dùng cái sợi màu đen này. Tôi sẽ lấy cái dây nối với cái sợi màu đen này. Tôi sẽ chốt lại một đầu. Mọi người cứ chốt như thế này nhá. Còn tại sao mà chốt thì để tí nữa mình cắm lên, mình nối vào cụ thì mình sẽ hướng dẫn bạn, giải thích cho bạn sau nhá. Bạn cứ buộc vào như thế này theo mình đã, theo mình hướng dẫn nhá. Đấy, bạn cứ nhớ là buộc này, dây này màu đen này, chúng ta sẽ phải nối vào màu đen, tất cả các cái cành màu đen, dây màu đen chúng ta đều phải nối một đầu như thế này. Đó. Không nên là vừa nối dây màu đỏ cái thì nối dây màu đỏ cái thì nối dây màu đen nhé. Nối như vậy là sau này nó đèn nó không sáng thì việc dò lại rất là vất vả mà lâu ạ. Bạn cứ nhớ là chúng ta sẽ quấn dây màu đen hoặc dây màu đỏ thì tất cả đồng loạt tất cả các cành chúng ta cùng đều phải quấn cái dây màu đen hoặc màu đỏ như thế nhé. Không quấn là lúc cái màu này lúc màu khác. Sau khi chúng ta lên cành xong như thế này rồi thì chúng ta bắt đầu là lên cho hoa lên cành. Thì ở đây tôi sử dụng cái nhị, cái nụ màu xanh. Chúng ta lên hoa như bình thường thôi. Lúc này thì chúng ta lên như bình thường, không có gì đặc biệt cả. Lúc này chúng ta lên hoa như bình thường nhé, không có gì đặc biệt hết. Coi như cái kia chúng ta đã nối vào rồi, cái đèn này chúng ta đã nối vào đây rồi, tất cả nó bây giờ chỉ còn lên cành như bình thường, không có gì đâu. Đầu đèn này nó sẽ sáng nên chúng ta phải để hở ra, chứ chúng ta lại quấn vào cái băng dính vào rồi thì nó sẽ không còn sáng nữa đâu nhá. Chúng ta sẽ quấn một cái để cho nó cố định, nó thò cái đầu ra. Đó, như thế này thì nó sẽ sáng ở chỗ này. Tiếp theo chúng ta sẽ để bông hoa này, mọi người chú ý này, chúng ta sẽ để bông hoa, cái cánh này nó phải chạm với cả cái đầu nụ này nhá. Chúng ta không nên để thấp quá như thế này, thì khi mà chúng ta bẹn lên như này nó sẽ nhìn cái đoạn này nó rất là trống, nó xấu. Chúng ta sẽ phải để sát cánh lên trên này, thì khi chúng ta bẻ ra như thế này là vừa xinh. Bông sau này, bông thứ hai này, cái cánh cao nhất này nó sẽ ngang với cái đế của cái bông trên. Chúng ta cứ làm như vậy lần lượt đến khi hết cái cành hoa này nhé. Nó sẽ tầm khoảng 7 bông. Đó, chúng ta sẽ chốt ở đây. Như vậy là chúng ta đã thừa ra cái phần này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái sáp màu đậm thì nó sẽ vừa với cả cái màu cành này, nó sẽ không bị lạc màu quá nhiều nhá. Đó, đây mình đã xong một cái cành như thế này. Đây là cái cành cắm tầng nhá. Thì ngoài ra thì bạn sẽ có một cái cành nữa, là cái cành mà chúng ta cắm thẳng lên, nó sẽ tạo một cái tầng trên cùng của một cái cành đấy nhá. Mình sẽ hướng dẫn bạn luôn này. Đây, cái này thì cái phần mà lên đèn thì nó tương tự như lúc nãy thôi. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta lên, chúng ta sẽ lên hoa theo cái kiểu của cái cành cắm thẳng lên nhá. Thì ở đây này, mọi người đây nhìn này, dây mình nối đánh dấu đây, dây mình đánh dấu lúc nãy màu đen thì tất cả mình cũng nối với dây màu đen. Đấy, các bạn chú ý cái phần đèn này, cái chỗ này nhá. Cái này nhiều người không để ý là lúc sau này tìm nó sẽ rất là vất vả. Không biết tại sao mà đèn nó không sáng. Đây ạ, chúng ta sẽ quấn vào. Nên nụ thì bình thường, không có gì đặc biệt cả, vẫn đơn như lúc nãy thôi ạ. Xong phần lên nụ nhá. Thì hoa của chúng ta thì ở đây chúng ta sẽ để này. Mọi người cái chú ý là cái phần này thì chúng ta vẫn cứ để lên sát với cả cái nụ như thế này. Phần với nụ như thế này nhá, chúng ta quấn này. Thì
cái bông bông thứ hai á thì thông thường là chúng ta sẽ cắm ở bên dưới này, nó sẽ so le với cả cái cành này. Thế nhưng mà với cái cành mà chúng ta cắm thẳng này thì chúng ta sẽ phải để ngay một cái sợi, một cành khác để bên cạnh như này liền luôn. Đó, rất gần nhau luôn ạ. Cành thứ hai chúng ta cũng để như vậy. Chúng ta lên dạng hình tròn, tất cả các cái hoa nó đều như trang như tròn như nhau. Bông thứ hai này chúng ta cũng để vào đây. Đó, chúng ta sẽ để vòng tròn theo nên theo hình vòng tròn nhá. Khuyết ở chỗ phần nào là chúng ta sẽ để hoa vào cái phần đó. Với cái cạnh này thì chúng ta sẽ phải làm 10 bông hoa nhé. Nhiều hơn cái cạnh kia 3 bông. Đó. Đây chính là cái cành cao nhất nhé. Tí nữa chúng ta sẽ cắm cái cành này lên cao nhất này. Đó. Nhìn như này. Đây ạ. Đó. Tí nữa chúng ta sẽ cắm cái cành này lên cao nhất. Đây là cái cành thẳng này. Chúng ta để thẳng như thế này. Chúng ta không phải chỉnh sửa gì hết, không phải bẻ gì nhá. Còn đối với cái cành mà chúng ta vừa mới làm đây thì chúng ta sẽ bẻ hình như thế này. Cầm tay cầm này. Đó. Chúng ta sẽ bẻ như thế, sau đó chúng ta chỉnh cái hoa này. Đây. Đó. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ được những cái cành như thế này. Và cái cành ở trên cùng thì chúng ta sẽ làm như thế này. Tất cả chúng ta sẽ làm tương tự như vậy nhá. Thì ở video sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta cắm một cái bình hoa này. Và ở video sau nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta lên cái đèn sao cho bình hoa nó sáng đèn nhá. Và cách để chúng ta xử lý một số trường hợp mà đèn không sáng thì chúng ta sẽ biết xử lý như thế nào nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất từ những cái video của chúng tôi nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn, chúc cho tất cả các bạn đều có những cái tác phẩm thật là đẹp.